Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh ngành may mặc của mình nha. Thì mình chỉ là một thợ sửa máy may của bắp thôi mọi người. Thì mấy bữa hôm nay mình có nhận được một số cái câu hỏi của tất cả anh chị em là như thế này. Có nghĩa là máy vắt sổ của anh chị em nó bị rối chỉ ở ngay cái chỗ chân vịt đó. Nó dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ. Có nghĩa là khi mà anh chị em đạp máy cho nó chạy thì chỉ của mình nó không có thoát ra được ha. Có nghĩa là nó sẽ bị dồn cục lại ở ngay cái chân vịt nè. Thì bây giờ mình sẽ đạp máy lên cho anh chị em xem. Thì một cái máy bình thường á, thì khi mình đạp máy á thì chỉ của mình nó sẽ thoát ra rất là dễ dàng ha. Còn nếu mà đạp máy mà chỉ mình nó rối cục lại ngay cái chân vịt á, khi mình gắn chân vịt trên đạp máy thì chỉ mình nó không thoát ra được, thì nó dẫn tới cái hiện tượng là rối chỉ ở ngay cái chân vịt và nó dẫn tới hiện tượng bị đứt chỉ luôn ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cách khắc phục cái hiện tượng bị rối chỉ ở ngay cái chỗ chân vịt ha, và cách sửa chữa và khắc phục luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video để hướng dẫn cho tất cả anh chị em. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị em cái nguyên nhân về cách khắc phục khi mà máy anh chị em bị rối chỉ ở ngay cái chân vịt này ha. Thì máy mình bình thường á là phải mình đó, mọi người chạy thì chỉ nó phải thoát ra được như thế này thì máy nó mới ok được nha. Đó. Còn nếu mà cái trường hợp mà chỉ của mình nó khi mà mình may á, chỉ nó cứ bị rối ở ngay cái chỗ chân vịt này nè, thì cái trường hợp đó, cái nguyên nhân đầu tiên đó chính là cái nguyên nhân là do cái bàn lửa, cái mặt nguyệt của mình nha anh chị em ha. Cái mặt nguyệt của mình nó đã bị xước, hoặc là nó bị trầy, bị xước, hoặc là do kim của mình á, do kim của mình nó bị gãy, nó đâm xuống dưới cái mặt nguyệt như thế này ha. Nó sẽ làm cho những cái lỗ cái mặt nguyệt của mình nó bị xước, bị trầy, hoặc là do móc của mình nó bị gãy, nó đâm vô cái mặt nguyệt của mình. Nó sẽ làm đây là cái mặt nguyệt nè, như cái mặt nguyệt của mình nó đã bị cái móc mình nó lao qua, nó đâm qua rất là nhiều lần, nó bị mẻ cái mặt nguyệt ha. Thì khi mà chỉ nó ôm vào á mọi người, chỉ nó ôm vào cái mặt nguyệt như thế này ha. Đây, chỉ nó ôm vào mặt nguyệt như thế này thì nó sẽ khó thoát ra, và cái mặt nguyệt của mình nó sẽ có cái hướng từ to nó đi ra nhỏ. Thì cái trường hợp này anh chị em phải cần kiểm tra lại cái mặt nguyệt của mình coi nó có bị xước, bị trầy hay là bị mẻ gì hay không. Thì mình sẽ khắc phục bằng cách mình lấy giấy nhám nè anh chị em ha. Lấy giấy nhám mình sẽ đánh lại cái mặt nguyệt của mình cho nó phẳng, cho nó không có bị chạy xước gì, nó dẫn tới cái hiện tượng là chỉ nó không thoát được ha. Thì mình trường hợp này mình chỉ cần kiểm tra lại cái mặt nguyệt và mình sẽ lấy giấy nhám mình chà lại thôi, đánh lại cho nó phẳng đi ha, cho chỉ nó thoát rất là cho nó ok hơn. Rồi, và cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp bị cái chân vịt này nha anh chị em ha. Thì cái chân vịt nó cũng y chang như vậy, khi mình gắn vào á, khi mình gắn cái chân vịt vào á thì cũng có thể là cái kim mình nó gãy, nó đâm vào trúng cái mặt nguyệt, hoặc là do móc của mình nó lao tới nó trúng vô cái cạnh chân vịt này nè ha, cái chân vịt này nó làm cho cái ngay cái mũi chân vịt thoát chỉ này nè nó bị xước, hoặc là bị chày xước, bị mẻ đi ha. Nó làm cho chỉ của mình nó khi mà mình may vô á các bạn ha, khi mình may vô thì nó vẫn ăn vô cái chân vịt nè, chỉ nó vẫn đang lên cái chân vịt đó, nó đang lên cái chân vịt ha. Để mình lấy cái cây này mình chỉ cho anh chị em ha. Thì chỉ nó vẫn đang lên cái chân vịt như thế này đó, nó đang lên cái chân vịt, hoặc là cái chỗ cái rãnh này nè, cái rãnh để mà nâng cái cọng chỉ này lên nè anh chị em ha, nó bị gãy, nó bị mất đi, hoặc là nó bị chày xước, nó cũng dẫn tới cái hiện tượng là chỉ của mình nó sẽ rối lại ở ngay cái chân vịt nha. Đó, thì khi mà mình đang máy nó đang chỉ á, thì chỉ nó sẽ ăn vào cái chân vịt luôn ha, chỉ nó đang vào cái chân vịt và cái mặt nguyệt ở phía dưới như thế này ha. Rồi thì cái trường hợp này á, anh chị em cũng cần kiểm tra lại ngay cái chân vịt. Đây mình để mình tháo cái chân vịt ra, hướng dẫn cho anh chị em cho nó rõ. Thì có nghĩa là ngay cái chân vịt nó sẽ có cái khe này nè, để đỡ cái cọng chỉ khi mà mình đang lên ha anh chị em ha. Đấy. Thì nhiều khi cái chỗ đang này nè anh chị em nó bị gãy, hoặc là nó bị xước ha, nó làm cho cái chân vịt của mình nó không thoát chỉ được tốt nha anh chị em ha. Thì trường hợp này nếu mà cái chân vịt của mình nó bị chày xước thì mình cũng lấy giấy nhám mình đánh lại luôn nha. Cái chân vịt này nó phải phẳng và nó phải
không có bị chảy xước và nó cũng phải là không có bị gãy nha. Nếu mà bị gãy cái phần này thì nó cũng rất khó là để thoát chỉ ra ngoài ha. Cái bộ phận này, cái chân vịt này nó giúp cho chỉ mà nó thoát ra ok ha. Rồi nếu mà bị xước trầy á, anh chị em kiểm tra lại, anh chị em lấy giấy nhám anh chị em chà lại cho nó bóng ha, cho nó dễ thoát chỉ hơn, nó không có dẫn tới cái hiện tượng bị rối chỉ, bị kẹt chỉ. Nhiều khi cái kim mình nó gãy, nó đâm xuống ha, nó đâm xuống cái chân vịt như thế này, cái mũi chân vịt này, thì nó làm cho chày xước chỉ của mình nó bị kẹt lại ngay cái chỗ này, hoặc là móc nó lao tới, nó đâm trúng vô cái cạnh chân vịt này, nó làm cho chân vịt của mình bị chày xước nha anh chị em ha. Thì cái trường hợp thứ ba là do cái máy mình nó bị bỏ mũi nha anh chị em ha. Thì cái trường hợp này mình phải cần chỉnh lại cho cái máy mình nó không bị bỏ mũi nữa, thì nó mới thoát chỉ ok được. Còn nếu mà máy mình nó bỏ mũi á, thì nó sẽ không đan lại những sợi chỉ lại với nhau được, thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là bị rối chỉ cục ở ngay chỗ này, nó dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ luôn nha. Thì cái trường hợp đó là thường thường nó sẽ bị bỏ mũi ở cái đường về nè, khi mà kim găm xuống á mọi người, thì cái kim ngoài này nó không bắt vào được cái sợi chỉ của cái cộng chỉ móc này, thì nó dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi cái kim ngoài nha. Thì cái trường hợp này mình cũng gặp là nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là chỉ nó không đan lại được với nhau, thì chỉ nó không thoát ra được nha. Thì cái trường hợp này mình cần chỉnh lại cho máy mình nó hết bị bỏ mũi. Thì mình đã có làm một cái video để hướng dẫn cho tất cả anh chị em cách để chỉnh máy của mình bị bỏ mũi rồi nha. Thì anh chị em chỉ cần chỉnh lại cho máy mình nó hết bị bỏ mũi ở cái đường là khi mà kim đâm xuống nè, thì nó không bắt vào được cái sợi chỉ của cái sợi chỉ móc, thì nó dẫn tới bỏ mũi nha. Rồi thì mình chỉ cần chỉnh lại cho nó hết bỏ mũi là chỉ mà nó thoát ok thôi. Đó thì anh chị em mà chạy máy mà nó thoát chỉ ra như vậy là ok. Thì vừa rồi mình đã vừa hướng dẫn cho tất cả anh chị em cái nguyên nhân và cái cách khắc phục khi mà máy anh chị em bị rối chỉ ở ngay cái chân vịt ha, nó dẫn tới cái hiện tượng bị đứt chỉ. Anh chị em thấy video hay hữu ích thì nhớ like video và đăng ký kênh, và nhớ bấm cái chuông để theo dõi những video mới nhất từ mình nha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Anh chị em có những cái câu hỏi hoặc cái thắc mắc nào hãy comment ở phía dưới video, mình sẽ cố gắng trả lời cho tất cả anh chị em. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.